Em làm gì làm đi em ơi. Rồi. Em coi gì, em coi tự đi. Chị không cần phải quá lo lắng chuyện đó đâu chị. Chị đâu có hứa là sao. Đây là mắm nè. Chị sẽ đưa cho chúng ta một số tiền nữa đó chị. Ừ. Trời mắm là ngon. Tôi mang giải về cho mọi người nè. Cô cứ hay than không có việc để làm. Mọi người chúng ta một khi nào rồi làm. Mắm nó mắm gì vậy cô? À, mà ở đây mắm nào là ngon người ta ăn nhiều gọi là mắm gì cơ? Nhiều thứ lắm. Ờ. Lóc, mắm tràng, mắm linh, mắm sặc. Trời ơi, thấy ngon quá. Quá trời ngon. Thì là bác khí.